Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Ba Sói TV đây. Như đã hứa với các bạn ở clip trước thì mày vẫy em gì nó gãy mày, mày thì vẫy lắm rồi. Như đã hứa với các bạn ở clip trước thì clip này thì mình sẽ test âm con bò D60 13 quả này ở trên con diều này nhá, con diều 4m này nhá. Con này thì mình vừa mới quay hôm qua xong. Vẫn chưa bán các bạn ạ, cho nên là tiện ngày hôm nay lấy con này để test luôn. Bây giờ thì mình và bạn Minh. Bạn Minh mới từ Hà Nội về. Đấy, nghe tin mình mới tậu dàn sáo mới là từ Hà Nội về là để đi test của mình các bạn ạ. Ngày hôm nay hơi có gió một tí thôi. Không biết là nó có lên hay không, nhưng mà đại loại là mình sẽ cố chạy để cho nó lên ấy. Lên gió trên để nghe cái âm lên diều xem nó có khác cái âm đi xe máy nó là bao nhiêu không, hay là nó có hay hơn, hay là nghe nó có ghê hơn hay gì đấy anh em ạ. Đại loại đây, cho anh em xem mắt này. Uầy, bò nó bóng này. Nó bóng thì soi gương được này. Để quay bên này cho các bạn nhìn ra rõ này. Này, các bạn nhìn quả sáo này, chất lượng không? Đấy. 2 củ 8. Đúng thật sự, anh nói với anh em ấy, tiền nào của đấy thật. Hay. Mình mày thấy sướng không? Sờ nhìn mắt sướng. Đấy, mày chỉ thích thế thôi cả. Mày chỉ thích vẩy vẩy đấy phải không? Mày Tí đâm lên còn như này cơ. Ôi là gãy, che đấy. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ tiến hành ra đồng và test nha các bạn nhá. Đi theo mình thôi. Hả? Để chạy rồi. Được. Ok các bạn ơi. Bây giờ là hai em mình quá. Ra đồng phải nắng quá. Ra đồng nó nắng lười không cả muốn đâm. Giờ về đây rồi, gió nó hơi bị bé. Nhưng mà nói thật với anh em là mình mà không đâm thì không có video cho anh em xem. Đấy. Nọ anh em video test âm mà hơi bị lâu và mình cũng áy náy lắm. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ tìm cách để đâm để chạy nhá. Đây anh em nhìn này. Cái dàn này lắp vào con 4m này lại vừa luôn này. Đúng ý nhà thơ luôn này. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ đi giải dây nhá. Công tác chuẩn bị của anh em. Đây, công tác buộc nèo. Trời, chảy vào tí gió à. Vừa mới bắt được chú em đi đâm diều hộ. Để đâm quay. Trời rất nắng luôn. Không có máy. Gió này thả điều chỉ mới ra lên. Trời, ngọn cây impact à. Quay nên đoạn trở lên một nút. Để góc này anh em. Để góc này. Đây, đứng lên luôn. Kéo đi. Đâu? Đây, xuống dọn này. Đây, hết chỗ này thôi. Chạy nó. Có đi đây không? Kéo đi! Thấy không? Giờ chuẩn bị đây này. Vào! Ui! Anh em có thấy nhìn thấy gì không? Gió đuối quá. Giờ không lên được. Đảo.
xong rồi. Toang rồi anh em ạ. Chắc không. Thả rượu không có gió vào cái kết. Ok anh em ơi. Và đây là cái hậu quả của cái việc mà thả rượu đang thả hết gió không kéo kịp anh em ạ. Đấy là cọc sáo của mình lại toang rồi. Đây. Đây là cái dàn sáo, bây giờ là anh em mình lại phải thay cọc thôi. Cái này thì nó không sao, nó chả không sao cả. Cái cọc của nó yếu quá, nó bằng tre, nó gãy các bạn ạ. Thế bây giờ anh em mình vót lại cọc hoặc là thay cọc thủy tinh thôi. Đấy. Chủ yếu là mình muốn test âm con sáo này lên trên trời nó kêu như thế nào cho các bạn xem thôi. Và rồi mình phải đổi lại lấy là một cái cọc các bạn ạ. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like, một subscribe, một chia sẻ cho kênh nhá. Giờ thì bye bye anh em, để mình đi vót cọc mới thôi. Bye bye. Bye bye. Chào đây em Minh. Bye bye.